Hàng trăm đứa chị cám ở thị xãi, bà chăm ngày xã, đọc buôn các khải chạy, ngày cáo cho nam chú tù xã, bút xã cả rạch bì bôn bàm rồi hốc xa buôn, tới nền ngày tì mà phây bàm bì khai mì ná, cho nam bì bôn mà phây mùi. Còn ông ổ cao, bôn chú cho nam thầm mấy bà bây nì chịt khả mẹ, cho nam chú lợi, tới xã bút xã cả rạch bì bôn bàm rồi hốc xa bàm, nếu bế khẳng mục ní, xong bút tâm bò rì sạch, nhôm nhiết bà thỏ, cho ruông cho cỏ sáng bà bút bà đề má, bà ông trùng tùm bà nói tóc bà bày bài sáng bì thơ mò phụ, nơi có nông vót trọc bèng chục, xó xó mùi rồi bà bấy, xong cách xâm rào cọng khăn bố sàn chìa riết chết thê nịp lùm bình, đà thách nơi ta mà nói bà lâu tùm nốt cọp sở, đối miên riêng bà bà kết chún, kháng cầu nị so so moha prasat thản prum đã đồng co bà put bà đề mã nô so chúng luôn sam sập rạp đào so so nị không mùi đàm thải pi pon pram rối đồ là cai cho co sang bà put bà đề mã chia sẻ mà cùng khnhiêm mùi rồi nẹ nô ba chở bọn nơi khoa chúng luôn một hay pram bảy chmu ri ai một chmu một chmu. Rồi cho bà cháy chùm nguồn, bà môi rối đồ là. Cà cho chia sẻ mạc cũng, nay khẳng cảo, miền khía buôn rồi chùm một nốt, bà cho bọn, nơi khóa chùm nguồn, bay rối chùm một tiệt. Còn ông mùi chùm một, rồi cho bà cháy cỏ sáng, chùm nguồn, bà môi xài nà riêng, rứ sẻ mạc nâng, mùi rối ha sắp đồ là. Đói lại, bà sân bà bút thờ bò rì sạc, nhốt nhiệt là thỏ, đã đáp hỏi miết giật thiết chỉ đặt lá. Tại khoác là tập hiếp thuần thiền nốt, cả nét ca mà ca sàng sóng, nâng bao tu liên bà kiện chún, ôi bút tàu bò rì sạch ai châu ruông châu cỏ sáng, chốt chia ốp bà nì sáy, nông ca sàng sóng bà bút bà đề mà bà ông trùng tùm, bọn đôi đắp bà bầy mạch lý, tám là tập hiếp, nâng giật thiết thuần thiền, bụng miễn cầm nọt lời. Tầm nẹ tầm nông xa xua bò rà miệt bửa đá, rứ chô bè chạy cò sáng. Một cờ nẹ ca mạc ca sáng sóng thí ông bè kà rò nà, át mà phía bè hạt đò mạc kạch nô vần đi, ân đất sắc bà nhá. Tám rì dạc sai tù rù sạp lấy sông đọc prám, prám mùi rôi học sập, nâng prám rôi hà sập, rứ sông đọc phí, pram mùi rối học sập, nâng pram rối hà sập, sôm ọ bạc cún, nâng sôm ọ cún, sôm á nụ mô tệ nìa chô ruông chô cỏ sáng, pra put bạc đề mạ pra ong trùm tùm bà đôi đắp pram bầy mạch, krup krup pra ong, nâng krup krup nìa. Sôm lê, pra trái bầy đọc mạch. Xâm lệnh các trái bị đọc mãi, cứ chỉ nỉ tì tì mùi nỉ cám ở vị thịp sai xâm lệnh bệ bút thờ sạch nà. Sai chánh bì vót rô bèng chú, xó xô mùi rôi bàm bấy, xong cắt xâm rong kào khăn bô sàn cháy, rí chạy thị nì nôm bình. Xâm lệnh bệ trái bị đọc mãi, xâm lấy ra tay về đọc mãi cứ chia nịt tì mũi, không vấn đá nịt tì càng đọc để cám vào vị thị sai xâm lệnh bệ bút thờ sạch nà. Sai tam rồi dạ vi chú, à dì à khen ai ác âm, mùi rối bàm mùi mê gà hớt, chắp đàm bì mong bàm bấy đò mong bàm bùn dốt riêng rọt ngay. Nâng vật chú có lý gian nằm bật, trong bát đồng bọn chắp đàm bì mong bùn, đó mong phạm tiệp lử, chỉ riêng rõ ngày. Nếu bị chung bầy nấy bà trái ruột, cứ bà bút thả rát tà nạc mùi, bà thông rát tà nạc mùi, bà xong khả rát tà nạc mùi, đói sức đây cổ rụp cọc trái, nâng chỉ đẹp lát xa máu đau chỉ vật sóp sọc cả. Xong krap đâm bác sạc cả, chẳng phút xong đách bà mô hà xong khả rìa chàng phí cả nạ. Xong đách bà xong khả nì dụ, xong đách bà xong khả nì dụ rộng, xong đách bà mô hà thẻ,
ព្រះរាជាគណៈឋានានុក្រមព្រះមេគុណព្រះអនុគុណព្រះគ្រូចៅអធិការគ្រប់បណ្ដាពុទ្ធសាសនបណ្ឌលនានាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមចម្រើនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទញាតិព្រះធម៌ជាអ្នកស្ដាប់នៅទូទាំងម្ភៃប្រាំរាជធានីខេត្តក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូល ជាទីនឹករលឹកនិងជាទីរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនាជាបឋមនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបាននាំមកនៅកម្រងផ្សាយសំឡេង DVD MP3 Stereo ព្រះត្រៃបិដកខ្មែរវល់ទី1ដែលបានថតនិងកាត់តដោយផ្ទាល់ដោយទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះអត្តមកិច្ចនូវនីអន្តសបញ្ញា កម្រងខ្សែសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានអានថតទៅតាមច្បាប់ដើមទាំងស្រុងដោយគ្មានការបញ្ចេញបញ្ចូលបកស្រាយវែកញែកឲ្យគ្លាតចាក់ពីតួអក្សរក្នុងព្រះត្រៃបិដកជាច្បាប់ដើមសូមបីតែមួយតួអក្សរសោះឡើយអាស្រ័យហេតុនេះសូមអារាធនាយើងនិមន្តនិងអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមកតាមដានសិក្សាព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិនេះ ដោតទៅពីពុទ្ធសាសនមណ្ឌលវត្តរពាំងឈូកសសរ108សូមជូននីតិសិក្ខានៅព្រះគម្ពីរអត្ថកថាក្នុងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរផ្សាយចេញពីវត្តរពាំងឈូកសសរ108សង្កាត់សំរងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនា តែតែបានលើកយកមកចាក់ផ្សាយប្រគេនជូននៅកម្រងអត្ថកថាព្រះត្រៃបិដកខ្មែរប្រគេននឹងជូនដល់សិក្ខាកាមកុលបុត្របានស្ដាប់និងសិក្សាជារៀងរាល់មុនថ្ងៃឧបោសថនិងថ្ងៃឧបោសថសិលសញ្ញតវៈពាលបណ្ឌិតសោតចំណងប្រាំប្រការទំព័រ171ខ្សែរឿងលេខ143 មនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកនិរិយបាលធ្វើកម្មកតនៈឈ្មោះបញ្ចពិតប៉ុន្តែវងកចកចំណងប្រាំប្រការបិទចំពោះសត្វនរោនោះខាន់គឺផ្ដេកវងកចកបើកបិទសត្វនរោនោះហើយបោះដៃគោលដកដៅត្រង់ដៃវងកចកខាងស្ដាំបិទមួយបោះដៃគោលដកដៅត្រង់ដៃខាងឆ្វេងមួយបោះដៃគោលដកដៅត្រង់ជើងវងកចកបើកបិទខាងស្ដាំមួយ បោះដៃគោដកដៅត្រង់ជើងខាងឆ្វេងមួយបោះដៃគោដកដៅចំកណ្ដាលទ្រូងមួយខាន់សត្វនោះរងទុក្ខវេទនាខ្លាខ្លាំងខ្លោចផ្សាក្នុងទីនោះបើបាបកម្មនោះមិនទាន់អស់ដរាបណាក៏មិនធ្វើមរណកាលដរាបនោះខាន់មនាលភិក្ខុទាំងឡាយលុះពួកនិរិយបាលផ្ដេកសត្វនរោនោះរួចហើយទើបយកដឹងចាំងខាន់ សត្វនោះក៏រងទុក្ខវេទនាខ្លាខ្លាំងក្នុងទីនោះពេលមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកនិរិយបាលចាប់សត្វនោះយកជើងឡើងលើយកក្បាលចុះក្រោមហើយច្រាសដោយកំបិតត្រីខាន់បិដកខ្មែរលេខ22ទំព័រលេខ174សត្វនោះក៏រងទុក្ខវេទនាខ្លាខ្លាំងក្នុងទីនោះពេលមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកនិរិយបាលទើមសត្វនោះ នឹងរត់ហើយបោះទៅមកលើប្រដ្ឋាភិបាលដែលភ្លើងកំពុងឆេះសពភ្លឺសន្ធោសន្ធើច្រាវឆ្អៅខាំងសត្វនោះក៏រងទុក្ខវេទនាខ្លាខ្លាំងពេលមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកនិរិយបាលប្រើសត្វនោះឲ្យឡើងភ្នំឲ្យចុះអំពីភ្នំរងើកភ្លើងដ៏ធំដែលកំពុងឆេះក្តៅសពភ្លឺសន្ធោសន្ធើច្រាវឆ្អៅ ខានសត្វនោះរងទុក្ខវេទនាខ្លាខ្លាំងខ្លោចផ្សាក្នុងទីនោះបើបាបកម្មនោះមិនទាន់អស់ដរាបណាក៏មិនធ្វើមរណកាលដរាបនោះខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកនិរិយបាលចាប់សត្វនោះយកជើងឡើងលើយកក្បាលចុះក្តោមទម្លាក់ទៅក្នុងផ្ទះទុងដែកដកដៅដែលភ្លើងកំពុងឆេះក្តៅសពភ្លឺសន្ធោសន្ធើច្រាវឆ្អៅខាន់ សត្វនោះឆេះនឹងកំសួលពពុះក្នុងផ្ទះទុងដៃនោះខាងការសត្វនោះសញ្ញតវៈពាលបណ្ឌិតសោតនិយាយអំពីនរោទំព័រ173ឆេះនឹងកំសួលពពុះក្នុងផ្ទះទុងដៃនោះជួនកាលអណ្ដែតឡើងលើម្ដងជួនកាលអណ្ដែតចុះក្រោមម្ដង
chuông ca ẩn tay tổ tướng mà đòn khán tổ phố mà đòi chật bầy sát nô rong tốc hờ về tình địa khla khlang khỏi sạc nóng tét tổng đầy nô bá ba bạc cảm nô mà toàn ốc đò rạp ná có mình vơ mà đòn nạ cá đò rạp nô khán mình nếu cứ khâu tăng lại phụ nế để dạ ba bởi chăm bóc sát nô từ nông mà hát nở độ khán mình nếu cứ khâu tăng lại mà hát nở độ nô sọt miền trường buồn miền thuyết buồn bái chạy đòi chậm này miền nở độ bọc đáy vọt trùng vĩnh cơ rộp đòi cùng rộp đáy khán tây cao này mà hát nở độ nô sọt tại đây miền lương chạy lư tra đồn tiêu sái từ ban mùi rồi vô trùng vĩnh tăng nơi sắp sắp cao khán mà nếu cứ khẩu tăng lại cả tha cốt nâng sầm đầy riêng rộp ông biết nửa rụt đòi ảnh đây cả bò đi dài tớ có bàn khán mà nếu cứ khẩu tăng lại tái đầm nào đây cả tha cốt vô tư mà nghe nâng đò cầm rật nửa rụt đáy miền túc bàn lời khán sợ tôn tập bệnh đó mẹ chi mẹ đi cái ô bệnh bà ná sợ cả át thạ mẹ phía bệnh đó mà phê tạm phí tổng bộ mà rồi chất sập buồn xa đương lệnh mà rồi sai sập buồn mà nếu cứ khẩu tạm lại miền phụ sát để chàng vùng cái chỗ bạc bật khác miền xa mạng chi ở hạ thẳng phụ sát để chàng tạm nâu tài si xa mạng sổ chất đập bách đòi thông minh hắn mà nếu cứ khẩu tạm lại cho phụ sát để chàng để miền xa mạng chi ở hạ ta ở vầy khắc cứ xây cô lia bộ phê mà rất rứt của sát đề đề chá nà môi đợt tẩy tiết đáy miền xa mạng chìa hát được nìa khàn mà nếu cứ khẩu chẳng lại bộ cô biêu lúc ảnh chỉ nẹ chóp nâng à ha nông ca bì môn nông lục nì hai thơ cam đo lì mộ nông lục nì lúc bài lý liền cài sạp tớ có tự cát chì môi nâng bộ sát đáy miền xa mạng chìa hà khàn sai đường lệnh mà rồi sai sập ra mà nếu thì khẩu thằng lại miền phụ sát để chàng vốn để chọn bằng bật khắc miền điểm mũ chia à há khăn phụ sát để chàng chẳng nô con phải thông khăn điểm mũ ở phía trong ngái có sư tớ để kết thai dương đường si nông tỷ nô dương đường si nông tỷ nô khăn phụ priếm tay sư tớ tạm khăn để cương bồ chia để kết thá dương đường bò để phô nông tỷ nô dương nâng bò đi phô nông tỷ nô sức đây lý miên ô bò mai dạng lá mà nếu bị khẩu chẳng lái phụ sát đề đề chàng sơ nhật tạo vẹ phía là bần đất tật sâu cầm nát sát đề đề chàng đại miên đề mộ chia à hà phụ sát đề đề chàng nô còn tại thôn khlân đề mộ ổng phi chậm ngài có xúc tớ đề cực thà dương nâng si nông tỷ nô dương nâng si nông tỷ nô còn miên ô bò mai dạng lộc ai khăn mà nếu cái khẩu tăng lại phụ sát để chạm để miên để mộ chia à há ta ở vậy là cứ môn chú lúc cháy chỉ cho rư khó sát chỉ châm nà muối các vị đi tiết để miên để mộ chia à há đổi khỉa khàn mà nếu cái khẩu tăng lại bộ cô biêu đồ ấy chỉ nẹ chóp nâng rút à há khăn ông cả môn khăn ông lúc đi hai thua được cám đo lì mộ khăn ông lúc đi lúc bài khỉa liền cài sạp tới co từ cát chỉ môi nồng phụ sát đại miên lý mũ chia ở hàng đô khăn. Sai đứng lên mùi rồi, sai sắp tầm muối. Mà nếu cái khẩu càng lại, miên phụ sát để chán. Cá khăn ông tí ngủ ngật, chá khăn ông tí ngủ ngật, sắp khăn ông tí ngủ ngật khăn. Mà nếu cái khẩu càng lại, cho phụ sát để chán. Cá khăn ông tí ngủ ngật, chá khăn ông tí ngủ ngật, sắp khăn ông tí ngủ ngật ta. Hà vậy, khá cử, cần lạc, tiện, chuẩn lên. Rước có sát để chán nà mùi kháu phì lịch tiết. Đại cát nông tí ngủ ngất chắc nông tí ngủ ngất sắp nông tí ngủ ngất đài khăn. Sở tôn đã bày đọc mẹ chi mẹ nịch cái ô bà rách bà ná sạc cả áp thạm mẹ phía. Bày đọc mài lịch mà phê bà làm phí tùm bò mà rồi chất sắp làm mùi. Mà nếu cứ khẩu chẳng lại bộ cô kia lục ấy chỉ nẹ chóp nâng rụp à hà nông cả môn. Nông lục đi hai thơ cam đo lì bộ nông lục đi lúc bài kia điện cài sạp tới có tự cát chi môi nâng phụ sát đá cạc nông tí ngủ ngật chắc nông tí ngủ ngật sạp có nông tí ngủ ngật nốt khăn xa đứng mà đôi xài sắp làm phì mà nếu cái khẩu tăng lại phụ sát đê để chàng cát nông tật chắc nông tật sạp có nông tật khăn mà nếu cái khẩu tăng lại cho phụ sát đê để chàng cát nông tật chắc nông tật sạp nông tật ta ở vấy cư trầy ẩn đá cửa phư
rư sát đề để chán nà muối các bị lịch tiệt đáy các nồng tức chắc nồng tức slap nồng tức đại hàng mình thấy khi khâu tăng lại bậc cua tiếc nục hay chỉ lẽ chóp nâng rút à hát nồng cả môn nồng lục này hái thơ được cam đo lì mộ nồng lục này lục bạch lê riêng cái slap tới có từ cát chỉ môi nâng phụ sát đại cát nồng tức chắc nồng tức slap hoặc nóng tức nục hàng sau nhật tạm việc phía lệ bằng đất tử sổ cầm nát sát để để chàng tục vốn mà rồi chật sắp làm tí xài rưỡng mà rồi xài sắp làm bầy mà nếu cứ khâu tăng lại miền phụ sát để để chàng các nông tí mình xa chắc nông tí mình xa sắp nông tí mình xa khán mà nếu cứ khâu tăng lại cho phụ sát để để chàng các nông tí mình xa chắc nông tí mình xa sắp của nông tí mình xa ta đưa mình đầy khlác khán mà nếu thì khẩu tăng lại phụ sát bài cát nông trầy sỏi của miến, chắc nông trầy sỏi của miến, slap nông trầy sỏi của miến. Nông xa sóc sỏi của miến, này phụ sát được hàng lớp, nông nông sỏi của miến, nông tồn tại trốn của miến, này phụ sát định môn. Cát nông trở lại bằng hồ trốn của miến, vậy. Rước có phụ sát đề đề cha nà mối trái phì nịch tiệt. Đời cát nông tí mần xa át chắc nông tí mần xa át slap của nông tí mần xa át đài khăn. Mà nếu khi khẩu tăng lại bực cua phía nụng ảnh, chỉ nhẹ chóp nâng rút à hạ nông cả bốn, nông lục ní hài thơ nửa cam đo lì mũ nông lục ní. Lúc bài thị liền cài slap tới co tự cát, chỉ mũi nâng phụ sát đài cát nông tí mần xa át. Sở tán đã bày đỏ, mẹ chỉ mẹ nịch cài ốp bà rết bà ná sạc cả. Tổng bố mà rồi chất sắp thảm bầy, chắc nông tí mần sạp, slap cục nông tí mần sạp nô khăn. Mà nếu thì khâu tăng lại, tự tha cốt nâng sầm đầy điệp rõp nơi cầm nạp nơi sát đề đề chan. Đói anh ấy cậu bò thị giải tư cậu bàn khăn, mà nếu thì khâu tăng lại. Tại đầm nạp đá tự tha cốt tù tư có bần ghi nâng đó cầm rật. Cầm nạp sát đề đề chan đầy miên tục bàn lời khăn. Sai rương lên mà rồi sai sắp làm buôn mà nếu thì khâu tăng lại. Đối bộ rộng bạc nông, đại miên chứ bóc tẻ mùi nơi nóng mà hát sầm bọt. Khẳng cho phi khẳng cát bọc bằng sát nông. Nốt từ khẳng lệch cho phi khẳng lệch bọc bằng sát từ khẳng cát cho phi khẳng chương bọc bằng sát từ khẳng bố. Cho phi khẳng thơ bố bọc bằng sát từ khẳng chương khán. Nông mà hát sầm bọt nông, miên ổn đạc vạ mùi. Ổn đạc nông, ổn nâng từ mà rồi chứ nám, tư ngược là mà đòn khán. Mà nếu cái khẩu tàng lái, nét tàng lái sống quá rồi. Sẽ cái đầy nốt thả đôi mà đầy ổn đá khoảng nốt ta ai nâng cho đó có ở châu từ nồng nồng, đá miền chất bọc, tài mùi nộp bán, rử tế khèn. Xoay nhật tạo vẹn, phía lạc bần đất tật sầu, ô bó má đôi ổn đá khoảng tổng bó mà rồi chất sắp làm buồn, vì khẩu tàng lái cạp tu thả bỏ bất để ổn đó chầm ràn. Mình bàn tế bỏ bất để ổn đó chầm ràn. Bà cài tay cần lo cà tư mà đòn dũ ổng vầy nà, vùng cái chó. Tớ bọn đạc nụ, chó có chô tự nồng nồng nụ, bà bật khẳng. Bà ông ta tham mà điều thì khẩu tăng lại ổn đạc khoác nụ, chó có chô tự nồng nồng. Đại miên chứ bóc tè mùi nụ, tốc thả chia chạp nạc thong khán. Mà điều thì khẩu tăng lại, ta tha cốt tố thả bậc cốt biển. Từ các chia vị lị bát mà đòn hỡi, cũng đó ban ạ tập hiếp, mốt chi mà nụ vệnh chiếc ổn đạc khoác nốt thời tiết. Đồng nà nốt ta bố hai đầu vấy mà nền thì khẩu tàng lai. Bố thạc nông vị lị bát nốt, mần miên ca bộ đợt thoa đỏ sma, mần miên ca thơ cổ xó, mần miên ca thơ bổn tê. Mần nền thì khẩu tàng lai, miền tay ca kham si, nở khní, xâm lạp khní đại miên cầm làng thói. Tài miên nơi nông vị lị bạc nô khăn. Sai đường đây mà rồi hát sập cột mà nếu thì khẩu tàng lại bậc cố biên lục ảnh. Và sân ba ông nất ca dù ông vầy từ một đón từ bán một căn. Áp tập hiếp chìa mà nô khăn cá chìa khẳng cao. Tài cát không thật câu thọc tiếp cứ thật câu chẳng điến. Thật câu nẹ để sát, thật câu nẹ thật bài thái, thật câu nẹ thừa đọt. Tổng bố lấy mà đôi phát sập cột sập tôn đã bày đọc mẹ chỉ miệng nịch cài ô bà rết bàn lá sạc cạ. Áp thạm mẹ phía bày đọc khả mài lê, một phây bàm bí tổng bố, mà đôi phát sập tổ cô nẹ cáp sầm ràm. Chia tổ cô, cầm sọt ạc miền bài tất phổi chuôn tổ tất luôn nớt đôi đồng bà. Chia tổ cô được bài si nâng sầm liệu bổng vẹn,
bán đòi tự đáp tự đô khăn. Bởi cô nô ai chia mở nô miên sầm bồ lạc rõ, mình cô nẹ phòng miên mở, chia mở nô tư, miên chủng ngư chia ra chia mở nô khó vạc cả ngay cho khó vân. Chỉ nẹ mần bán bài tức sầm bốt diễn ca cầm rõng cương rõ ốc đường liếp xềm xềm. Tị đấy tị nơi ả sài cương rõ tiếp lại, khán bởi cô nô bập đất tôi chỉ đặt đòi cái, bập đất tôi chỉ đặt đói về trá. Bập đất tôi chỉ đặt đòi chất khàn, bốc cua lúc, lúc bập đất tôi chỉ đặt đòi cái, bập đất tôi chỉ đặt đòi vị trá. Bập đất tôi chỉ đặt đòi chất, hỏi đó bài khí liền cài sạp tới tay, được khai không cầm nát để chán phép ăn sâu được cái, nở rụ khàn. Vương cực cho thái ẩm phí tố vật, đai cát ẩm phí ẩm phở lúc, đó xong cua đó ẩm phở tố khàn. Mình nếu thì không chẳng lại. Bà chôn chia bẩn đất chỉ nhẹ vi chá, phà nà thị bạc vi chá, ạ à, tần địa tiên vi chá, cà mê sọ mê chá chá vi chá, mộ xà viết vi chá, hai chỉ tì tăng. Nấy sức đây bà mà cứ phát nơi sổ rá nâng mê rai, mà nếu thì khẩu chẳng lại chôn chia bẩn đất nô. Tái kết khẩn đồng bia, bà nẹ phong để chỉ dục thá, nẹ phong tay bật xà kịa ná, bà cát ông bì ông bờ nô, đỏ xong cua đỏ ông bờ nô. Thó tiếng lai nô miền nơi khăn ông ảnh phóng, luôn ảnh sao có bà cót khăn ông thó tiếng lục phóng khăn. Mà nếu bị khẩu tiếng lai chôn chiếc bằng đất tái, từ tù nơi sẽ đầy sóc sau mà nó tìm mùi nơi khăn ông phát trở bọn khăn. Sở tăng đã bày đọc mẹ chi mẹ đi cái ô bà rách bà ná sạc cả. Át thăm mẹ phí bày đọc khăn mài lấy một phây phạm phí tùm bố mùi đôi bạch sập buồn. Sai rương lấy mùi đôi hát sập buồn mà nếu bị khẩu tiếng lai. Môi tiết chuồn chia bẩn đất khơi, nơi đã đi chia chẳng lái, ca chắp nơi trao đại tập đất ạc lọc bản hới. Trang bằng quốc ở thơ, ca mặt ca đàn áp xềnh xềnh. Cứ ở viên đói dùng phọt khlác, ở viên đòi đào khlác, ở viên đòi đầm bọn lấy khlác. Ở cắt đại khlác, ở cắt trường khlác, ở cắt tên tay tên trường khlác, ở cắt sắp tự trị khlác, ở cắt trường một khlác. Ở cắt tên sắp tự trị tên trường một khlác, ở thơ, vì lưng kẹo. Tha lệ cả cam cư ẩm phơ ra kỳ thơ ở đôi chỉ năng đạt tật chủ đục lạc là dù mối. Ở thơ nơ xong khả môn đi cả cam cư ẩm phơ ra kỳ thơ các bác ao đồn lý đôi chỉ sầm bọ sàng lạc là dù phí. Ở thơ nơ thì hụ mục khả cam cư ẩm phơ ra kỳ thơ mọt ở đôi chỉ mọt rỉ hồ lạc là dù bấy. Ở thơ nơ chua tệ mê lệ cả cam cứ ẩm phơ đa kỳ thơ, luôn mở nụ, ở đôi chìa cáp lửa khla, để dùng buồn. Ở thơ nơ hát thắp và chô thì cả cam, cứ ẩm phơ đa kỳ đốt đại khla, để dùng trám. Ở thơ nơ ê, rạc cá vật thì cả cam, ẩm phơ đa kỳ thơ, đôi chìa bẩn lót xa bay phục về khla, để dùng trầm bùi. Ở thơ nơ chây rạc cá và sợ cả cam, cứ ẩm phơ đa kế, thưa ở đôi chia sliệt sầm bốt sầm bọ chữ khlác để dùng làm pì ở thưa nợ ấy nay giờ cả cầm cứ ẩm bơ đại kỳ thưa ở đôi chia trương sạch rì khlác để dùng làm bầy để dùng muối rồi hốt đo làm bấy đôi khía mưa để dạ lẽ khả năng non mà há tốt khá khả khăn thẻ sầu non cùng pì mai chỉ mẹ định cải bu lẽ phần na sạch cả phạm thom mà phía trong tầm phố bầy đối mà phải muối khàn. Tổng phố mới đôi phát sắp rãm, sớ nhật tạo vẹn, tỏ. Ở thơ nơi bà lý sạm bèng sẽ cả cám cư ẩm phơ đại kịch vụ mốt ở các rưu sập tù để dùng mùi. Khlác, ở thơ nơi cả hạ bản nạc, cả cám cư ẩm phơ đại thơ ở khôi sở đầy rạc và mán, vốn cả hạ bản nạc mùi mùi khlác để dùng bí. Ở thơ nơi khá ra, bạ tách chế cả cám cư ẩm phơ đại kỳ dục tất xa sỏi khlác để dùng bầy. Ở thơ nơi bà lây khẽ bà rách vật thì cả cam cứ ẩm bơ đai kỳ thơ ở đô chiếc kê bổng vâu trường cố rứ sò sò của khác để dùng bốn. Ở thơ bà la lắc bay thật cả cam cứ ẩm bơ đai kỳ thơ ở đô chiếc cần đáp chậm bàn khác để dùng bán. Ở sáu tòi bê đọc đào khác ở chai kham khác ở đầy nga lử chư ẩn đọc tèng ruột khác ở các bác đọc đào khác hàn mà nếu thì khẩu tèng lại bật đất tay trẻ đi. Nông ẩm phơ tèng nục dàng địch thà, bà đi chia tèng lại chắp cho đa tập đất ạc rõ bàn hời. Tra bằng có ở thờ cam mà các đoàn áp xếp xế cư ở viên đòi đồng vọt khlác, ở viên đòi đào khlác, ở viên đòi đồng bọn khlầy khlác, ở cắt đầy khlác, ở cắt trường khlác, ở cắt tèng đáy tèng trường khlác,
ឲ្យ កាត់ ស្លឹក ត្រចៀក ខ្លះ លេខយោង 1 រហូត ដល់ លេខយោង 5 ចូល មើល រយៈ លក្ខណៈ ក្នុង ទុក្ខៈ ខខន្ធៈ សោត ក្នុង គម្ពីរ មជ្ឈិម និកាយ មូល លបណាសកៈ បឋមភាគ ត្រង់ ទំព័រ 321 ខណ្ឌ សតន្ត បិដក មជ្ឈិម និកាយ ឧបរិបណាសកៈ អដ្ឋមភាគ បិដក ខ្មែរ លេខ 27 ទំព័រ 186 ឲ្យ កាត់ ច្រមុះ ខ្លះ ឲ្យ កាត់ ទាំង ស្លឹក ត្រចៀក ទាំង ច្រមុះ ខ្លះ ឲ្យ ធ្វើ ពិលឹង កថា លិខកម្ម គឺ អំពើ ដែល គេ ធ្វើ ឲ្យ ដូច ជា ឆ្នាំ ដាក់ ទឹក ជ្រក់ ខ្លះ ឲ្យ ធ្វើ នៅ សង្ឃ មុនដិកកម្ម គឺ អំពើ ដែល គេ ធ្វើ ក្បាល ឲ្យ រលីង ដូច ជា សម្បក សាំង ខ្លះ ឲ្យ ធ្វើ នៅ រាហុ មុខកម្ម គឺ អំពើ ដែល ធ្វើ មាត់ ឲ្យ ដូច ជា មាត់ រាហុ ខ្លះ ឲ្យ ធ្វើ នៅ ជោតិមា លិកកម្ម អំពើ ដែល គេ ធ្វើ ខ្លួន មនុស្ស ឲ្យ ដូច ជា ផ្កា ភ្លើង ខ្លះ ឲ្យ ធ្វើ នៅ ហដ្ឋបច្ចុតិកកម្ម គឺ អំពើ ដែល គេ ដុត តៃ ខ្លះ ឲ្យ ធ្វើ នៅ អេរកៈ វត្តិកកម្ម គឺ អំពើ ដែល គេ ធ្វើ ឲ្យ ដូច ជា ពន្លត់ ស្បែក ពពែ ខ្លះ ឲ្យ ធ្វើ នៅ ជ័យរកៈ វាសិកកម្ម គឺ អំពើ ដែល គេ ធ្វើ ឲ្យ ដូច ជា ស្លៀក សំពត់ សម្បក ឈើ ខ្លះ ឲ្យ ធ្វើ នៅ អេណាយកកម្ម គឺ អំពើ ដែល គេ ធ្វើ ឲ្យ ដូច ជា ជើង ត្រី ខ្លះ ឲ្យ ធ្វើ នៅ បលិសមង្សិកកម្ម គឺ អំពើ ដែល គេ ធ្វើ មាត់ ដោយ កាង ឬ សន្ទូច ខ្លះ ឲ្យ ធ្វើ នៅ កហបណកកម្ម គឺ អំពើ ដែល គេ ធ្វើ ឲ្យ ខូច សរីរៈ មាន ប្រមាណ ប៉ុន កហបណៈ 1 ខ្លះ សញ្ញតវៈ ពាល បណ្ឌិត សោត សុក ក្នុង បច្ចុប្បន្ន របស់ បណ្ឌិត ទំព័រ 187 ឲ្យ ធ្វើ នៅ ខារាបតជិកកម្ម គឺ អំពើ ដែល គេ យក ទឹក ផ្សា ស្រោច ខ្លះ ឲ្យ ធ្វើ នៅ បាលី ខៈបរិវត្តិកកម្ម គឺ អំពើ ដែល គេ ធ្វើ ឲ្យ ដូច ជា គេ បង្វិល ជើង គល ឬ សសរ គល ខ្លះ ឲ្យ ធ្វើ នៅ បាលា លបិតកកម្ម គឺ អំពើ ដែល គេ ធ្វើ ឲ្យ ដូច ជា កណ្ដាប់ ចម្បាំ ខ្លះ ឲ្យ ស្រោច ដោយ ព្រេង ដ៏ ក្ដៅ ខ្លះ ឲ្យ ឆ្កែ ខាំ ខ្លះ ឲ្យ ដេក ផ្កា លើ ឈើ អណ្ដោត ទាំង រស់ ខ្លះ ឲ្យ កាត់ ក្បាល ដោយ ដាវ ខ្លះ ព្រោះ ហេតុ បាប កម្ម មាន សភាព យ៉ាង ណា យ៉ាង ណា ខាត់ ធរ ទាំង ឡាយ នោះ មិន មាន ក្នុង អាត្មា អញ ទាំង អាត្មា អញ សោត ក៏ មិន មាន ក្នុង ធរ ទាំង ឡាយ នោះ ឡើយ ខាន់ មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ ជន ជា បណ្ឌិត រមែក ទទួល សេចក្តី សុខ សោម នោះ ទី 2 នេះ ឯង ក្នុង បច្ចុប្បន្ន ខាន់ ខ្សែ រឿង លេខ 155 មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ មួយ ទៀត ជន ជា បណ្ឌិត កា ឡើង កាន់ តាំង ក្តី ឡើង កាន់ ក្រេ ក្តី ដេក លើ ផែន ដី ក្តី អំពើ ល្អ ទាំង ឡាយ គឺ ការ ប្រព្រឹត្ត ល្អ ដោយ កាយ ការ ប្រព្រឹត្ត ល្អ ដោយ វាចា ការ ប្រព្រឹត្ត ល្អ ដោយ ចិត្ត ណា ដែល ជន ជា បណ្ឌិត នោះ ធ្វើ ទុក ក្នុង កាល មុន សតន្ត បិដក មជ្ឈិម និកាយ ឧបរិបណ្ណាសកៈ ទំព័រ 188 អំពើ ល្អ ទាំង នោះ ឯង តែ គ្រប់ ដណ្ដប់ ស្រោច ស្រង់ ទំនុក បម្រុង នៅ ជន ជា បណ្ឌិត នោះ ក្នុង សម័យ នោះ ឯង ខណ្ឌ មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ ស្រមោល នៃ កំពូល ភ្នំ ដ៏ ធំ តែង ក្រាប រៀល ដាល គ្រប់ លើ ផែន ដី ក្នុង វេលា ថ្ងៃ រសៀល មាន ឧបមា យ៉ាង ណា មិញ មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ មាន ឧបមា ដូច ជន ជា បណ្ឌិត កាល ឡើង កាន់ តាំង ក្តី ឡើង កាន់ ក្រេ ក្តី ដេក លើ ផែន ដី ក្តី អំពើ ល្អ ទាំង ឡាយ ដែល គឺ ការ ប្រព្រឹត្ត ល្អ ដោយ កាយ ការ ប្រព្រឹត្ត ល្អ ដោយ វាចា ការ ប្រព្រឹត្ត ល្អ ដោយ ចិត្ត ណា ដែល ជន ជា បណ្ឌិត នោះ ធ្វើ ទុក ក្នុង កាល មុន អំពើ ល្អ ទាំង នោះ ឯង តែ គ្រប់ ដណ្ដប់ ស្រោច ស្រង់ ទំនុក បម្រុង នៅ ជន ជា បណ្ឌិត នោះ ក្នុង សម័យ នោះ ដូច នោះ ឯង ខណ្ឌ មនាល ភិក្ខុ ទាំង ឡាយ ជន ជា បណ្ឌិត តែ គិត ក្នុង អារម្មណ៍ ដែល ប្រកប ក្នុង ចក្ខុ ទ្វារ នោះ យ៉ាង នេះ ថា អើ ណោះ អាត្មា អញ មិន បាន ធ្វើ បាប មិន បាន ធ្វើ អំពើ អាក្រក់ មិន បាន ធ្វើ អំពើ ក្ដៅ ក្រហាយ ទុក ទេ អាត្មា អញ ធ្វើ តែ អំពើ ល្អ ធ្វើ តែ អំពើ កុសល ធ្វើ តែ បុណ្យ សម្រាប់ ការ ពារ ភ័យ ពួក ជន តែ មិន បាន ធ្វើ បាប មិន បាន ធ្វើ អំពើ អាក្រក់ មិន បាន ធ្វើ អំពើ ក្ដៅ ក្រហាយ ទុក ជា អ្នក ធ្វើ តែ អំពើ ល្អ ធ្វើ តែ កុសល ធ្វើ តែ បុណ្យ សម្រាប់ ការ ពារ ភ័យ របែង មាន កតិ យថា អាត្មា អញ នឹង ទៅ កាន់ កតិ នោះ ក្នុង ប្រលោក ខណ្ឌ ជន ជា បណ្ឌិត នោះ តែ មិន ក្រៀម ក្រំ ចិត្ត
Sao nhật tạm việc vì là bần đất ở sâu, sốc nông phát trở bọn rồi bọn bần đất mất lục bạc, mình sắp xua, mình cụ trung từ hồi chung, mình đo nơi sẽ đầy vùng về như khăn. Mà nếu cứ khóc thằng lại chôn chia bần đất tay từ tu nơi sẽ đầy sốc sau mà nó thì bấy, nít ai nông phát trở bọn khán. Sai riêng lên mà rồi hạ sắp làm bối, mà nếu cứ khóc thằng lại chôn chia bần đất đủ sau bán, rồi đất sẽ trở đất đòi cai. Rập rất sôi trở đất đòi vị cha, rập rất sôi trở đất đòi chết lúc bài tì điện cài làm tư. Có được các trong số của thầy xua tì và lộ khán mà nếu thực hậu càng lái, nẹ phóng đai lì dây tạm hẹt. Tại lì dây chùm bố tì tá thả chi tí cua, bạp ná tay mùi giàng, cua trẻ ó tay mùi giàng, cua bình chất tay mùi giàng được chân này. Tì nó cứ tham xua nụ ai, đá nẹ phóng lì dây tạm hẹt tay lì dây thá, chia tì. Cua bạc ná tại mùi giang, cua trey ó tại mùi giang, cua bình chất tại mùi giang khán. Mà nếu thì không chẳng lại sự đầy đi, mình nghe những thứ vơ ô bỏ má. Ở đó còn đất thàn xua đá, miên sự đầy sốc bản lời khán. Tổng bố lấy mà đôi cao sập cột, tổng bố mà đôi cao sập cột, sợ tôn tập bệnh đọc mẹ chi mẹ nịch cài, ô bà rết bà ná sạc cả áp thạm mẹ phía, bệnh đọc mài lệch một phép làm phì. Sai đến lấy mà rồi hạ sắp làm việc cá bập lệ ổng trách dạng lịch hỡi. Miết thì khóc mở rụ cá bằng cung tu suốt sức đầy nô chấm phúc bếp miết lệ phiệt thà. Bỏ bất lệ ổng đó chấm rãn chốc lệ ổng ai đừng thuốc ô bỏ má. Bàn tỉa rước khẳng. Bếp miết lệ phiệt trách tọt thà mà liệt thì khóc. Ta thà cốt ai đừng thuốc. Bàn hỡi trung trách thà mà liệt thì khóc chẳng lái. Đôi sát chạm được phát trung được có đòi đặt tổn nạc làm phí được cá nâng đòi đất buồn giang. Hai chú đông xoay sốc sau mà nó có đất tổn nạc nâng đất nụ chỉ hẹt khán. Đất tổn nạc chạm làm phí được cá nốt tác được một đạch lạc khán. Sai đến đây mà rồi hạ sắp làm bầy. Mà nếu khi khóc chẳng lại khăn ông lúc ní sát chịp để thị chia bàn một thiết bị xảy hỡi. Tôi đông có để xảy sát khăn ông thay đọc làm chịp ngay ở bảo sật. Hai đặt xa ở bảo sật cung. Nơi lưu bà sát đo bà sát chắc có đọt chỉ tục. Miền cam mùi bón bồm tàng nòng con đừng đông bò được bố đói ạc ca rác sọc rụp. Có các và cọt làng khán sát chia bà đi chia bàn một thịa phị xây. Tụng tốt khơi hát tớp tụng, bà đồng rít đồ chân này tha á à thầm à ánh. Có thlọc bàn lưu đường đi mộc hỏi tha. Sát ông ná chia bà đi chia bàn một thịa phị xây hỡi. Rung có là xây xác trong ngay tập rạm chịt ngay ở bảo sốt hai đợt xa ở bảo sốt. Sau nhờ tạm việc, vì là bần đất tử sốt chạy cả đọt tổng bố mà đổi cao sập mùi. Cũng nở lưu bà xa đo bà xa ở. Chạy cả đọt chỉ tập miên cám mùi bòn rôm tàng nòng con tàng đồng. Bò đi bố đôi ạ cả rạc tàng buông, có cao và cót lờ. Bà đi chia ổng đồ, nâng bàn chỉ xây chạy cả đọt bọt. Áo nọ, à thơm à anh bác chỉ sạch chắc là bọt hải ta khăn. Mà nếu thì khẩu chẳng lại, cái điên nốt sát chia và đại hiệp chia bằng một thế bị sạch hỡi. Tụng rác chạy à sở nạ, hỡi tư dốc và đại khóc hàng chơi chắc quần đí, dốc và đại khóc hàng sạm, bọc bụng chạy cỏ rọt hỡi trạc thà. Chạy cỏ rọt đo chùm rờn, châu ẩn bài tư. Chạy cỏ rọt đo chùm rờn, châu miệt chê chùm nè khăn. Mà nếu thì khẩu chẳng lại, cái điên nốt chắc cả đọt nụ ai có ổn đại bảo sát từ càng tư khẳng cơn. Tớ bảo bạc chắc là bọt trông sách từ tạm rồi. Rồi đòi chắc từ rộng xe ná. Khẳng mà nếu thì khẩu chẳng lại bởi chắc cả đọt tập đất sập hàn. Nông bảo tệ nà. Bảo bạc chắc là bọt rộng tàng chắc từ rộng xe ná. Có chỗ từ tăng bảo riêng chân đi về nông bảo tệ nụ khẳng. Mà nếu thì khẩu chẳng lại chấm nay phụ sạch nà. Đã chia sạch rơi cũng nơi khổng tư khẳng cạn. Bà đi chia chẳng nô cổ sạch châu từ cổ bà đẹp bát. Chắc là bọt hỏi các bằng cung tú dạng lịch thả. Bà bất mà hà đế xôm bà ổng trung sạch một chục. Sở tôn đã bạch đọc mẹ chi mẹ nịch cái. Ô bà rết bà ná sạc cả. Át thạm mẹ phía bạch đọc khả mài lấy một phây bà đàm phí. Tổng bố mà rồi các sạch phỉ. Bà bất mà hà đế trung sạch một lò hỏi. Bỏ bất mà hà rìa rìa cho xâm bát rồi bọc nhóm bà ổng. Chia rồi bọc bà ổng hơi, bỏ bất mà hà rìa. Sau bà ổng trung biến tỏ đại cho khăn. Bà bát chạc rồi bọt có miễn bà bần tu dạng đích thà. Nẹ tầng lái bần trớ xâm lạp sát bần trớ cán dục trọp. Đại kia bần bàn ai bần trớ bà rực khóc nồng cám tầng lái.
Mình trời bố biết mụ xảo việt. Mình trời phát thất sở vàng lời nhẹ tầng lại cho bó đi phố tài đạo bó. Đại cú bó đi phố cho. Khán mình yêu thì khẩu tầng lại môi tiết bố sạch nà. Đái chia sở trời nực nông tức kháng ca. Sạch tầng nước có tổ lóc chỉ chốc cho đạo bát chạc rộp bọt vinh khán. Mình yêu thì khẩu tầng lại lùng đáp nốt chạc rọt nốt. Có cho can sở một tức hàng cao hay cho lòng là vô tư can tức hàng tập bồn vầy. Cho can sở một tức hàng tập bồn hay cho lòng là vô tư can tức hàng lệch vầy. Cho can sở một tức hàng lệch hay cho lòng là vô tư can tức hàng trường. Rập bát chạc rập phót có sách từ tạng rối. Rôm đòi chạc từ rộng xe nà khán. Mà nếu thì không tương lai bởi chạc có rốt vào đất sở thán. Nơi nông vật tế ná. Rập bát chạc rập bót sạch. Sở nhờ tạm vẹn phía là bần đất tử sốt chạc cả rọt. Tổng bố mở đôi cao sập bầy. Có tổng bật tháp nơi nông bật tế nốt. Tổng đôi chạc tổ rộng xảy nà khán. Mà nếu thì khẩu tăng lại mỗi tiết. Bố sạch nà chỉ sắc sạch trừ nơi nông tức khẳng trường. Sạch tẻ nốt của nông phía châu tử có rập bát chạc rập bót. Hai cáp bằng cùng tu dạng địch thà. Bỏ bất mà hà thì ấy xôm rồi ông sạch mộc cho. Bỏ bất mà hà thì ấy xôm sạch mộc. Trung sạch mộc lọ hời. Bỏ bất mà hà thì ấy. Riết cho sầm bạc rồi bóc nhóm rồi ông. Chia bạc riết cho trọc rồi bóc rồi ông hời. Bỏ bất mà hà thì ấy xôm rồi ông trung biến rồi đào cho khăn. Rồi bát chắc rồi bóc trung cổm yên rồi riết cho ông cá dạng địch thàm đẹp tăng lái. Mình trời xâm lạp sát, mình trời cánh dục trọc để kế mình bàn ai. Mình trời bảo vật khóc nồng cam chẳng lại. Mình trời bụi biệt mục xà việt, mình trời phát tất sổ vàng lời. Nẹ chẳng lại cho bò đi phố tay được bò đại cô bò đi phố cho hắn. Mình nếu thì khẩu chẳng lại mối vinh thiệt. Bụi sạch ná chia sắc sạch trời nồng tức khẳng trường. Sạch chẳng nô co trở lọp cho chô đẹp bát chạc rập bọt bính hắn. Mà nếu thì khẩu chẳng lại to bị đồ mộ. Chạc cả rọt đồ bán bọc ráp hẹn đấy. Đại miên sở mốt chìa prôm rợt tù. Sở tôn tập bệnh đọc mẹ chi mẹ nịch cái. Ốp bà rết bà nát sở cả át thạm mẹ phía. Bệnh đọc lệch một phê bàm phí. Tùm bố một đôi cái sập buồn. Rút trò lọc một căn riêng chìa thiền ní nụ vịnh. Hơi thật nở vùng vị chó. Nông rụt biếng nây sở là viên nị trái bật. Tiếp thuyên này bà rác bà rõ mà đi chỗ vẹn rồi bóp rẻ bát chạc rạp bọt. Vốn cái chỗ nấu nâng cỏ bật. Hát đối chị bạc lư hơi bầm lư thuyên. Còn ông bà rõ mà đi chỗ vẹn. Nấy bà rõ bát chạc rạp bọt vốn cái chỗ ở lư bà rõ bát bất khăn. Mà nếu thì khẩu chẳng lại chạc rọt bạc đi. Tại cao lan bà cót đọt sách chạc rạp bọt khăn. Sai đường mà đôi hát sắp làm buồn mà nếu thì khẩu chẳng lái mối tiệt. Hát thầy rọt vùng cái chó đồng rầy cao bật. Có bà cót đọt sách chạc rập bọt khăn. Vùng cái chó đồng rầy cao nốt bật. Chia sách đồng rầy chú mô bò sọt. Miên sầm bò sọ sọt miên ảo vệ trở vẹn tôi thông sòm lũng tàng o. Chia đồng rầy miên rất ách hoa tư lửa cả bán khăn. Lúc bà bạc chạc rập bọt rung tốt, khởi hời có miên bà hạ được tế chỉ đạt là thả ơ diện đồng đây là ồn à. Tà nó, bà sân bà, châu tư bằng hạt ban vùng của chó, chỉ cáp rập bầy bất khăn. Mà nếu cứ khẩu chẳng lại, ai hạt thệ rọt nô, có đó nửa ca bằng hạt ban, đố chia đồng đây á chiến này đó là ồn. Đại kế bằng hạt ban rộng biệt, đó dù ổng vài hơi khăn. Mà nếu thì khẩu chẳng lại sách chạc rập bọt cá trùng, nâng lập bóng mơ hát thể rọt nốt ái môn đồng bốn, trùng lang cung vùng cái chó lơ hát thể rọt nốt bật. Nóng về lý bật bật hiểm, hỏi sách từ tư tra nơi phải đầy miễn sầm một chia bụng bật tù. Tổng bó lấy mùi rồi các sập trám, sau nhờ tạm vẹn phía lập bần đất sốt ác sở rọt, rồi hỏi sách rập lọc một sáu bật bật giả hả? Nông về liệp rực ai riết chế thiền ni rồi bọc rẻ ống nục vinh toàn khán. Mà nếu khi khẩu chẳng lái, hát thể rốt miên sập hiệp dạng đi tài cát và cót đọc sách chạc rập bọt khán. Xa đường lấy mà rồi học sập mà nếu khi khẩu chẳng lái mối tiệt. Á sở rốt vùng cái chỗ xe cao bật có cát là cót đọc sách chạc rập bọt khán. Vùng cái chỗ á sở rốt nốt bật. Chia sạch xe mô và lý hạ cạng. Miên sầm bồ sò sốt, miên sầm bồ trọng cơ bá khám hào.
vuông cái chọ rồi lớp bật đối chia sầm bò này cỏ ai miên sọ vuông cái chọ sọ bò bật đối chia bản đồ smart dập lòn chia sách miền đất ai khóc từ lừa cả bán hàng lúc đánh chạm được bọt đồng tổ khởi hỏi có miên bà hà được tê chứ đặt là tha áo diện xe lọ tà nó rồi sân bà ai châu tơ bằng hạt bán vùng cái chó chỉ cáp được với bất khẳng mà nếu cái khẩu chẳng lại lúc nắp nó ác sở rọt nổ ác sở đỏ rọt nổ sở tôn đã bày đỏ mẹ chi mẹ đi cài ốc bà rết bà ná sở cả bày đỏ lên một hếp làm phí tùm bò mà rồi cao sắp làm bồi có đó được cá bằng hạt bán đối chia xe ai trên đề đó từ xa bé kê bằng hạt bán rốt biếp lõ dù ổng vầy khán mà nếu cái khẩu chẳng lại sách chạc được bọt cả trung nâng lòng bò mơ ác sợ đỏ rốt nụ ai môn lòng bốn trung đang cung vùng cái chó lỡ ác sợ rốt bật không về liệt rất bởi hiểm hai sách từ tu tra thay đầy đại miên sở một chiếc rung rực tù rồi hai sách trở lọc một xoay bệ hạ lời giả không về liệt rực ai riêng trẻ thiền đi được bọt bởi ống núc vinh toàn khán mà nếu cái khẩu chẳng lại, ác sở rốt, miễn sập hiệp dạng đi tay cát và cót đỏ sách chạc được bọt khẳng. Sai đứng lấy mà rồi hốc sập mùi mà nếu cái khẩu chẳng lại môi tiệt. Mà nếu rốt, có cát và cót đỏ sách chạc được bọt khẳng. Mà nếu rốt nó chỉ cao bị tu. Miễn chiếc đỏ lọ, miễn trung trầm bầy, đá chiêng chân này lọ hơi khẳng. Mà nếu cái khẩu chẳng lại mà nếu rốt nó ảnh. Miễn phần lưu sai tự bán với dối chùm vệnh khẳng. Mà nếu thì khẩu chẳng lại sẽ đánh chạc được bọt cao trung. Nâng lập bóng mơ nơi mà nì rọt nốt ấy. Môn lập bóng trung và chung ọ chạc trung sẽ ná. Một, hai trung xuôi. Cái mà nì lãng từ can trong đòn tung. Hai trung đột vi từ nông ti ngủ ngất áp nông thịt trái khẳng. Mà nếu thì khẩu chẳng lại chấm nái nhạc sọc chẳng lại. Ná đai thật nới chật khẳng. Sở nhật tạm dạ phía lập bản đất tật sốt ở thay đọt tầm bó mà rồi các sắp rạm phì, nhạc sốc tàng nụ. Xong có thai chiêu về liệt ngay của nóm nếp và có cả nghĩa. Đòi xác quần lứ vô cái chỗ bạc bất cái nụ ai khán. Mà nếu thì khẩu chẳng lại, mà nít đọt miên sập hiệp dạng đi. Tại các và có đọt sách chạc rập bọt khán. Sai đứng lên mà rồi hốc sập phì mà nếu thì khẩu chẳng lại to từ tiệt. Ất thầy rốt để dùng mùi, mối, mơ mà hà sốt tết sở nạng sốt, tì khẹn đi cây mà hà vẹn, phía đọc rằm phí, tùm bố đọc phí trong để dạ lẹ khả nạng lệch mùi khẳng, sẽ lấy kèo vùng chó bạc bật, có bạc có đo, sẽ lấy chạc rập bọt khẳng, sẽ lấy kèo nó, miền rút cháu đỏ lọ, cú ai nạ phóng, bật bơ rồi mở mớ cú chỉ đạch là, và có đôi sầm bò lọ cài lên mình có buộc bếch mình tiệp bếch mình scôm bếch mình thọt bếch mình khoai bếch mình sọ bếch lơ lên còn lò hô sầm bò sật rấy mình đúc tay mình đọt sầm bò tức thì khán mình yêu cái khẩu chẳng lại ắt thay rót đúc ảnh miền ca và sầm phò vùng cái chó tôn lỗ bật đối chia sầm lấy cô rứ sầm lấy cả ba khán mình yêu cái khẩu chẳng lại ai ắt thay rót đúc nông đột đấu trở chạy miên luôn cả đời. Sự tôn đã bệnh đỏ, mẹ chi mẹ nị cài ốc bà rết bà ná sạc cả. Tổng bố mà đôi cao sắp rạm bầy, nông đột đấu trở đấu, miên luôn trở chạy khẳng. Mà nếu cứ khâu trang lại, mình thấy bà nọc sao ở thay rốt nụ anh. Miên khlân khlâm chạm sai chênh ẩm bì cài, miên khlân cá ọc bò, sai chênh ẩm bì mọt khẳng. Mà nếu cứ khâu trang lại ở thay rốt nụ anh, chia sạc rầy, tay cọc là môn tay ngọc cuối cọc là khán. Dốc chất tục đã thua cao vầy ở vầy. Phật rất đồng rớt bởi hạ được tì. Bố tay bia dự tì bênh bởi hạ được tì. Rồi bó sách chạc rồi bọt khán. Mà nếu thì khẩu chẳng lại ạ thay rốt nụ ảnh. Xong bây tay chất cổ mân Phật rất cần lòng sách chạc rồi bọt tử hơi. Mà đạch lời nâng Phật rất cần lòng lại cải bán khán. Mà nếu thì khẩu chẳng lại ở thay rốt miên sập hiếp dạng đi anh, tái anh cắt và cót đọc sách chạc rồi bọt khẳng. Sai rước lên mà rồi hốc sập bầy mà nếu thì khẩu chẳng lái. To tư tiết, cái hát bà đầy rốt để dùng vì vô cái chó. Cái hát bà đầy cáo bật, có cắt và cót đọc sách chạc rồi bọt khẳng. Ai cái hát bà đầy rốt nụ,
miên tấp bạch chạc khâu, cát ổng tì phò đầy cổ xó, ai mơ khơi cầm nọc trọp để dùng mối, mơ mà hà sụp chạc sản nạng sốt tì khẽ nì cây mà hào vẹt, phía đọc đọc bí, tùm bó đọc bí để dạ lẹ cả nạ lấy bí khẳng. Lấy dùng bí mơ mà hà sụp chạc sản nạng sốt tì khẽ nì cây mà hào vẹt, phía đọc đọc bí, tổng bộ đọc bách trong đời lẽ dạ khả nạ mối khàn miến phần dồ trong ổ pháp được chứ này. Sau nhờ tạo việc, tiên là bằng đất ở sâu cái hát và đầy rọt tổng bộ mà rồi càng sắp làm buồn. Đãi miên mình cha, nâng bằng miên mình cha bán khàn. Cái hát và đầy rọt nổ chỗ từ cò sách chạc rập vọt của pháp bằng cung tú giảng đi tha. Bộ bất ra sang mẹ tỷ tỷ sâu bà ông còn miên sẽ đầy khó phải lời. Khi nhóm bà ông nâng chặt chảy cá, đại cú vừa đói trọt thoải. Đói bà riêng chỉ trọt về ổng khán, mà nếu thì khẩu chẳng lại sẽ đánh chạc rồi bọt cá trùng nâng là bỏ mớ. Cả hát bà đây rốt nông anh, môn đồng bộ trùng rồi tháp lơ bà tì nhán nếu bìa. Xâm thái từ căn xài tức nông cần đà, tuần lễ cùng kìa. Tớ trùng trách nâng cả hát bà đây rốt nốt dạng địch tha, mà nếu cả hát bà đây. Dương nhiên sẽ đầy trở ca, đòi bác nâng mì khăn. Cả hát bà đây rốt nốt, cả bằng cung trù tọp tha bỏ bất mà hà riêng. Bao đồ chân xong trung áp nếu bìa tờ kháng trời trăng mặt hàng. Khẳng trung miên trái đi cho ông cả thả áo cả hạp ở đấy. Dương miên sức đầy trở ca. Tài prác nâng mi trọng tì nế ai khán. Mà điên thì khẩu tàng lái kia nô. Ai cả hạp đầy rọt nô. Lúc đáy tàng phí chốc thực đồng tật chắp nước dục năng. Đại phinh tài prác nâng mi hơi cả rạp tù sạch chạc rập vọt thà. Bó phất mà hà riêng là môm hơi. Đòi prác nâng miếng phần này. Sự tôn là bây đọc mẹ chi mẹ nịt cái ô bà rết bà ná sạc cả át thác mẹ phía bây đọc thầm ái. Lấy bà phê bà làm bí tâm bò bí rồi cột. Bò bất mà hà riêng prác nâng miếng phần này là môn phư. Bà riêng cho cách bàn hơi bò bất mà hà riêng prác nâng miếng phần này. Nhưng bà ông phải hơi khăn. Sạch chạc đọc phát đông trác giảng đi tham mà nêu cả hạp ở đây. Prác nâng miếng phần này là môn hơi mà nêu cả hạp ở đây. Prác nâng miếng phần này là môn phương cách bản hơi mà nếu cả hạp ở đây. Prác nâng miếng phần này là ai thoải dương hơi. Khăn mà nếu được khẩu chẳng lại cả hạp ở đây rốt miếng sập hiếp. Giảng đi tài cát và cót đọc sách chạc rập bọt khăn. Sai rương lấy mà đôi học sập bốn mà nếu được khẩu chẳng lại. To tư tiết bà rết đi dụ rốt để dụ mối. Bà rết đi dụ kéo. Một cái chó bạc bất biệt thập để đi dụ kéo. Ai là dụ mối nít chừng ô bà tham mơ mà hạ sụt tiết sản nạc sốt. Tuy khen đi cây mà hào vẹn, phía đọc làm bí tùm bò đọc bốn, trón để dạ lẹ khả nạ, lấy mùi khẳng. Có cát và cọt đọc sách chạc rập bọt thán, vùng cái chỗ bà, ở đây đi dụ, cài nốt bật. Chia bần đất viền về, miên trái nhá, ổng hai đầm bầy nhang sách chạc rập bọt, đá luôn cù ở sách châu tư. Áo châu tự bàn, đầm bầy nhang sách chạc rập bọt để luôn cù ở sách trình tứ. Ở trên tự bản đã bây nhang sách chạc rập bọt ở tăng. Nghĩa bộ cô đại cố tảng bàn khán. Và đây thì dụ dọt nổ chỗ từ cỏ sách chạc rập bọt hơi. Từ pháp bằng cung tú giáng địch thả bó bất sạch sang mẹ thị tìm. Xôm rồi ông cổ miên sẽ đầy khó khỏi lời. Sách nhật tạo vẹn phía lập bần đất tử sốt. Sẽ đầy sốc rập bọt sách chạc rập bọt tập bó bì đổi mùi. Khi ông bà ông đang biến vào đại thoại khăn mà nếu bị khẩu chẳng lái. Bà rết đi dụ rốt biến sập hiếp giảng đi tài cát và cót đọc sách chạc rập bọt khăn. Mà nếu bị khẩu chẳng lái sách chạc rập bọt trung rập cót đòi rất tận nạn. Vùng cái chó làm phíp rập cả bất nỉ ai khăn. Sách chạc rập bọt trung rập cót đòi rất buồn giáng ta đôi mà đầy khlác khăn. Sa rướng lấy mà rồi hốc sập ràng mà nếu bị khẩu chẳng lái. Sách chạc rập bọt miên bà rụp là ô, cú ai nhạc phòng bất bớ rồi mờ mờ. Cú ai chỉ đặt lá trung bà cóp, đòi bà cho vị vốn, đò là ô bà lệnh chiến mà nụp ai tiết. Nông lục nít khẳng mà nếu bị khẩu càng lại sách chạc rập bọt trung bà cóp đòi đất, nít chỉ đất tỉ mùi khẳng. Sa đương lấy mà rồi học sắp làm mùi mà nếu bị khẩu càng lại. Mùi tiết sách chạc rập bọt miên bà chút là mì chụp về. Trung thật nơi ở cá dù ổng vãi cây lê chiêng mà nụt chẳng lại ai tiết khăn. Mà nếu thì khẩu chẳng lại, sách chạc rập bọt, trung bà cóp đời rất ní, chỉ rất thị bì khăn. Sai đứng mà rồi học sắp ràng bì mà nếu thì khẩu chẳng lại môi tiết sách chạc rập bọt, trung mình biến ảnh biệt, mình biến tục.
ประกอบด้วยเพลิงเทียนได้การอมปีกรรมเมียนบิบาสมาคเนียคือมันจะเจาะเป้มันกระดาเป้เลือกเชียง สตันต์ตะใบดอกแม่ชิเมนิกายโอปาเรปานาสกะอาทะแม่พีใบดอกขมายเลยแบบเพ่ปลำปีตะปวงปีโดยปีมนุษย์ดอกเตยขันมันเลี้ยงปีเขาแต่งหลายสไลจักตะปวดตรงประกอบด้วยฤทธิ์นิสิรติใบขันสายเรื่องเลยมาโดยหกสับลำใบมันเลี้ยงปีเขาแต่งหลายมุ้ยเป็นเตียนสไลจักตะปวดตรงเจตีสละลังเจตีเป็นเจตในเปรียมนังกะฮับปะได้แต่งหลายขัน มณีลพิฆาตทั้งหลายใบด้าจิตติสละลังเป็นเจตในโกทั้งหลายอย่างนามไหมมณีลพิฆาตทั้งหลายสไลจักรพอดตรงจิตติสละลังเป็นเจตในเปรียมนังกะหับปะได้ทั้งหลายย่างหลบได้ขันมณีลพิฆาตทั้งหลายจำนายข้างเปรียมนังกะหับปะได้ทั้งหลายก็จิตติสละลังเป็นเจตแปลหาดเตยในสไลจักรพอดใบขันมณีลพิฆาตทั้งหลายโกทั้งหลายจิตติสละลังเป็นเจตในใบด้า อย่างนามไหมมันเรียกเขาทั้งหลายเปรียบนั่งกระหับปะได้ทั้งหลายก็จิตที่สละลายเป็นประหารเตยในสไลจักรพอดอย่างดกได้ขันมันเรียกเขาทั้งหลายสไลจักรพอดการมุ่นลำบงตรงสไลเจนจากการอุดเชียนร้อยจักรตรงเสนาขันมันเรียกเขาทั้งหลายลงนับโน้ตเปรียบนั่งกระหับปะได้ทั้งหลายโจตะกอบสไลจักรพอดกราบบังคุมตู้อย่างในท่า สัญญาตะเวะเพื่อระบันดัตโสสิกได้สกระบอกสไลจักระพอดตะปอปีลอยใบบอกปัตตะสามยะเตเตโสประองคมสไลเตอร์ได้รูปตอนลายโสมเอาเยื่อเยื่อประองเคยประองออกน้องออกกะไซน์ปรอกหนูตามประไปดีขมายจันเนื้อเปื้อนขังหมกนี้กระเนาะกรรมการสั่งสองมหากดนังสลาบะไหลสมทเวสิกได้อมเปลี่ยวเหนียว จำพวกมหาปุตตบริษัทเงียบประท้อนในตูเตียงประเทศจีนจะก้มปูจีนจังหมูสมัยตายโจรวมโจอุปถัมภ์ดอกกาสางซ่องบังไฮนังบัญจอมมหากดลังสลาบะไหลจอนตีใบจงกรอยบังออกแต่เนื้อควาคาดซ่อมไปได้สางสองมุ้ยจุ่มหนุนโดยขางกล่าวดีมวย บนตุ๊บมหากดังสลาบะไหลนี้ในซอจำนวนประมุ่ยบนตุ๊บขนมมุ้ยบนตุ๊บมุ้ยบนตุ๊บเมียนตุ๊บตั้งประมาณปีหมายบนร้อยดอกหมายมุ้ยบนตุ๊บไหลมุ้ยเมินปีป้อนดอลลาร์บ่อยโจ้เชี่ยสมาคมคณีดอกเนี่ยนุ๊กนุ๊กมันเนี่ยมันเนี่ยเตยโจ้ไปใช้สั่งสองจำนวนมุ้ยป้อนปีร้อยดอลลาร์กระบะหาวเฉียงเมียนจำนวนบุญ ปัจจุบันเราสร้างตึกขังโบมวยกบัจหอยเชียงนี้ขนมมวยไหลมวยปอนปรามร้อยหล่นลาคมปูไตรโสมหากดนังสลาบะไหลนี้ในปุ่มตอนเวียนปุตตบริษัทเชียวโยกไรมุกนลายตีปัจจุบันคมปูไตรโสนี้บานโยกหมกดะเชี่ยสมาคมคเนียมวยรอยเนี่ยน้องหนุ่มมันเนี่ยมันเนี่ยเตยโจไปใช้จำนวนมวยร้อยห้าสิบหล่นลา หรือสมานังประมุ่ยแสนเรียลกล่าวปีนี้ประสันบพุทธบริษัทจองโจลก่อสร้างชอบดีใสเจียสีมองกระดิ้งซักกระดิ้งทมอกระดิ้งหรือมวยโจลก่อสร้างตามหลักเพียบดังสเทียทนเทียนกระดิ้งนุกันเนกกรรมการสั่งสองหนึ่งบางตุเล่ประเกณฑ์จูนอ้อยพุทธบริษัทเงียบประท้ออาจโจรวมบ้านตามหลักเพียบ นังสเทียทนเถียนปุ่มเมียนกำหนดเลยตำแหน่งตำนองสาสู้ปรเบียนปุษดาหรือโจไปใช้ก่อสางมกยงประการนาธมาเพียบครองเนียมเจือกันเนะธรรมการสางสองตามระยะสายตุลสับเลยโซนดอกปีประมวยร้อยหกสับหนึ่งประมวยร้อยห้าสับหรือโซนดอกปรามประมวยร้อยหกสับ หนึ่งปรามร้อยห้าสับเขี่ยประการนาธมาเพียบรองจังตัวตัวสวากุมมหาปุตตบริษัทโยมเยตถอกรุปเปวิเลียดอยไปเตะสามนอหรีเรียย่างไกรเลยส้มอประกุลหนึ่งส้มอกุล สาธุ
ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដល់ពងពួកប្រមាណជាង 1 ម៉ោងមកនេះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទើបតែបានតាមដានព្រះសម្រាប់ស្ដាប់និងសិក្សាជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយចេញពីវត្តព្រះធូប សសមរយប្រាំបីដល់កម្មវិធីរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនោះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមលោកអង្គកាយត្រាប់ថ្វាយបង្គំនិងចម្រើនពរលាព្រះជាពិសោធន៍តន្ត្រីយ៉ារំនៃពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកស្ដាប់ដោយសេចក្តីអាឡោះអាល័យត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចុះនៃទីយើងសូមសន្យាថានឹងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀត នៅថ្ងៃស្អែកតាំងពេលវេលានឹងម៉ោងតដែលមុនដល់បញ្ចប់នេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមលើកនៅមហាកុសលនៃព្រះធម្មរតនៈនេះថ្វាយប្រគេននឹងជូនចំពោះមហាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរខេមរៈជាតិញាតិព្រះធម៌នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រក៏ដូចជានៅលើសកលលោកទាំងមូលសូមបានទ្រង់ព្រះប្រកប នឹងប្រកបដោយនៅព្រះពុទ្ធពលទាំងឡាយ៤ប្រការនិងសម្បត្តិទាំង៣គឺបញ្ញាសម្បត្តិវិជ្ជាសម្បត្តិនិងនិព្វានសម្បត្តិគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីគ្លៀងគ្លៀតឡើយខណៈពេលនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនៅវណ្ណីប្រធាននៃកម្មវិធីផ្សាយសម្ដីព្រះពុទ្ធសាសនា សូមលំអរកាយក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលាសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសូមអនុមោទនា ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ 2565 នាពេលខាងមុខនេះសូមពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិព្រះធម៌ចូលរួមចូលកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទុំបណ្ដោយតប 8 ម៉ែត្រសាងពីថ្មភក់នៅក្នុងវត្តត្រពាំងឈូកសសរ 108 សង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទំនប់កប់ស្រូវដោយមានរៀបរាប់ប្រគេនជូនខាងក្រោមនេះសសរមហាប្រាសាទឋានព្រំដែលតម្កល់ព្រះពុទ្ធបដិមានៅសល់ចំនួន 35 ដើមសសរនេះក្នុងមួយដើមថ្លៃ $2,500 ដុល្លារការចូលកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាជាសមាគម គ្នា 100 នាក់នោះបច្ចុប្បន្ននៅខ្វះចំនួន 28 ឈ្មោះរីឯមួយឈ្មោះត្រូវចូលបច្ច័យចំនួន $600 ដុល្លារការចូលជាសមាគមផ្នែកខាងក្រោមមានគ្នា 400 ឈ្មោះនោះបច្ចុប្បន្ននៅខ្វះចំនួន 300 ឈ្មោះទៀតក្នុងមួយឈ្មោះត្រូវចូលបច្ច័យកសាង ចំនួន 600,000 រៀល ឬស្មើនឹង 150 ដុល្លារ ដោយឡែកប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិព្រះធម៌ដែលស្ដាប់ហើយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាតែខ្វះលទ្ធភាពធនធាននោះគណៈកម្មការសាងសង់នឹងបើកទូលាយប្រគេនជូនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលរួមចូលកសាងភ្ជាប់ជាឧបនិស្ស័យ ក្នុងការសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទុំបណ្ដោយ 18 ម៉ែត្រនេះតាមលទ្ធភាពនិងសទ្ធាធនធានពុំមានកំណត់ឡើយតំណាក់តំណងសាកសួរព័ត៌មានពិស្ដាឬចូលបច្ច័យកសាងមកគណៈកម្មការសាងសង់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះអដមកិច្ចនូវវណ្ឌីអន្តរសកបញ្ញា តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទលេខ015 660 និង 550ឬ 012 660
nâng pram rối hà sập, sông ọ bạch cún, nâng sông ọ cún, sông á nụ mô tiện nì châu ruông châu cò sáng, bạch bút bạch đề mà bạch ông trụng tụng bạch đói đắp pram bầy mạch, cực cực bạch ông, nâng cực cực nìa.